Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ủa cái trứng này ở trong nó là sao? Nó dạng như trái anh. Dạ. Mình bóp bỏ trái đi thôi hả? Nó sẽ bung ra, nó đẹp lắm, nó bung ra có nghĩa là khi mà nó lớn lên thành lá, những cái lá này sẽ bóp ra hết. Nó sẽ lộ ra giống như là nguyên một cái ổ trứng gà. Đó. Nó rất là đẹp. Mai mà nó ra lá rồi nó sẽ bóc hết những cái lớp vỏ này ra. Ngộ quá ha. Nó sẽ lòi ra những cái trứng này, trứng gà đó. Mình tạm thời mình kêu nó trứng gà tại vì nó giống với trứng gà lắm. Vui ra được không? Lấy ra ăn trái được không? Được, được, cứ lấy ra ăn trái thoải mái. Gai đó nha. Dạ, gai này đau quá. Ôi. Há mè ngọt, mè ngon. Không nhờ tụi mình lên là chai cây còn nguyên luôn. Nhờ mình lên rụng xuống. Ông Banh đang đứng rung cây trên đó kìa. Rung xuống quá trời. Mè ngọt thiệt. Ủa cái mày là cây này từ đó giờ luôn hả anh? Dạ đúng rồi. Bọc trồng từ cây con lên luôn á. Ngay chủ đất đó là trồng từ cây con lên. Ừ. Sao thời đó là có giống mè này ta ha? Không. Hơi lạ. Ừ. Cái tuổi cây mè này thì không thể nào mà có giống mè Thái được luôn. Cái sớm này là chỉ có cây mè ngọt. Có một cây duy nhất này là ngọt, còn nhiêu chua hết nè. Hôm nay cái vị ngọt đó, ngọt của Thái nè. Ở đây biết bao nhiêu cây mè khủng luôn, khủng khiếp luôn. Có cây mà nó tới cả hàng trăm triệu luôn á. Mà vẫn mè chua. Em hồi xưa em đã từng ăn rất nhiều cái men ngọt của Việt Nam mình nhưng mà không phải vị ngọt của vị Thái này. Này vị ngọt này, vị ngọt Thái. Có trái bột luôn á. Có trái ở gớt em đụng luôn á. Đó. Ừ, bá trời. Lát trên đường về dứt luôn. Không, cái me đáng làm tiền thiệt. Ừ. Hấp dẫn luôn. Thái anh thấy nó hái về còn ủ nữa nha, còn lại là để do chính tự nhiên luôn. Chim rồi về ra, chim sóc. Sài Gòn là bít cửa mấy cửa này. Kiểu này đi hết. Ok, giới thiệu sơ sơ với mọi người xung quanh, quang cảnh xung quanh ha. Mình đến cái bãi lũa của anh tên gì quên ta? Anh Thái, Phi Thái ha. Đây là cái bãi lũa của anh Phi Thái. Thì mình có nói lúc đầu mình sẽ đi tìm cái lũa dành cho cái farm của mình ha, làm một cái mẫu chuồng mới rồi những cây xô mới dành cho những cái bé baby mùa này mới nở. Thì sẵn đây là coi sẽ lấy dạng mới đi. Anh em nào thích cây nào chia. Ở đây rất là nhiều luôn. Chia mình đi kiếm lại mới. Ok, đi một vòng chơi. Đâu, anh Thái đi một vòng, anh chỉ em cây nào có mấy cây bự quá, mấy cây bự đẹp quá. Mà bự thì cái chuồng nó phải quá bự. Dạ đúng rồi. Đây thì dòng lũ sang đá. Sen đá hả? Sang đá. Sang hả? Đúng, sang đá. Nói chung thì anh em để hay set up mấy cái bể bán cạn khủng với lại những cái bể dứa. Rồi, đây là những cái bộ sang đá anh em mà hay set up mấy cái bộ bể khủng á, bán cạn cũng có. Rồi gắn dứa trang trí cũng có. Nói chung thì rất là nhiều cái bộ môn. Terrarium đồ ha. Dạ, thủy sinh cũng có luôn nhưng mà những cái bể khủng thôi. Cây khủng. Dạ. Còn bên này có ngoài lũa ra thì những cái dòng cây trang trí cảnh quan sân vườn thì bên em có phát tài. Bằng lăng tím cũng có. Đó. Đây là những cây đặc trưng của Bình Thuận mình ha. Đúng rồi, đây là những cây là đặc trưng. Mình để mình trang trí cảnh quan sân vườn quán cà phê. Cây phát tài núi. Cây này như nó còn gọi là cây huyết rồng không ta? Đúng rồi, nó là huyết giác. Huyết giác hả? Đúng rồi, huyết giác. Nó là đại, đó là nói ba tên. Huyết giác, đại lộc với là phát tài. Phát tài là dân địa phương mình gọi á. Tên nào nghe cũng đẹp á. Dạ. Cái này nó đang ra cái mầm mới. Dạ đúng rồi. Ra mầm ngủ. Mấy cây gốc thì khủng khủng luôn. Mấy này là cái nhựa của nó phải không ta? Dạ. Đó, cái nhựa nó màu đỏ cho nên là người ta kêu là huyết rồng. Bữa thấy úp trên mạng tụi nó bán mấy cây này thấy nhập ở nước ngoài về đến ra Việt Nam mình cũng có. Dạ có mà.
thì nói chung là đầy đủ hết đấy chứ, ở Việt Nam mình không có thiếu đâu. Còn củ này củ gì ta? Đây là thiên tế. Thiên tế, dạ. Lâu lắm mới gặp mấy cây này lại. Dạ, đúng rồi. Hôm trước anh có coi cái ở dưới miền Tây mà nó nở cái ổ trứng gà đó. Ừ. Đây đây đây. À, chuẩn bị nay mai nó sẽ nở ra rất là đẹp lắm. Wow. Dạ. Độc quá ha. Dạ. Mấy cây này mắc không ta? Dạ cũng tương đối, cũng không rẻ mà cũng không mắc. Nói chung là luôn. Dân Việt Nam mình chơi cũng ok. Như cây này thì như thế em bán thì nó nằm có 3,5 triệu. 3,5 triệu. Dạ. Cũng được. Không quá mắc. Dạ. Mình tỉ lá hết rồi, xong khi mà tới cái tháng của nó sẽ lên lá, nó sẽ lên mầm lại, lên một lọt hết luôn. Ừ. Cái lá của nó sẽ không bao giờ kiểu như nó rụng hay nó dơ. Ừ. Đặc trưng của nó là lá rất là xanh và đẹp. Nè 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 nè, cái ổ trứng nè các bạn. Dạ, đúng rồi. Trong này nó có trứng nè. Ủa cái trứng này ở trong nó là sao? Nó dạng như trái anh. Dạ. Rồi mốt bỏ trái đi thôi hả? Nó sẽ bung ra, nó đẹp lắm, nó bung ra có nghĩa là khi mà nó lớn lên thì lá, những cái lá này sẽ bóc ra hết. Ừ. Nó sẽ lộ ra giống như là nguyên một cái ổ trứng gà. Ừ. Đó. Nó rất là đẹp. Bên này có hai ổ luôn chút luôn nè. Dạ. Hiện nay những cái sân vườn tiểu cảnh hay trang trí mấy đây lắm. Ừ. Dạ. Nhưng mà em thì em phải tuyển những cái gốc mà nó tới những cái đầu, tới mấy cái đầu gì. Còn những anh em khác á, là họ làm, họ không có tuyển những cái đầu như thế này. Có nghĩa là họ sẽ lấy đại trà. Ừ. Chỉ có một cái lên một đầu lá thôi. Còn em mai nó sẽ ra được. Nó giống như cây cảnh vậy anh. Thì nó sẽ ra được tới mấy đầu lá. Đó. Khi mà nó phát triển lên nhìn rất là đẹp. Như cái này nhiêu ta? Như cú này chắc có nằm đại khái cỡ 5 triệu. Tới 5 triệu rưỡi. 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Dạ. Không lẽ chốt luôn. Này quăng lên xe không biết chở nổi không? Này cỡ nhiêu ký ta? Dạ đơn giản mà. Đây có... Nếu mà lên bộ chậu bồ cây lên luôn thì nó tầm từng tạ chứ mấy, tạ hơn tạ. Tạ hả? Ừ. Hơn á. Tạ hơn tạ. Tạ có 100 kg à. Trời ơi, giảm nổi luôn. Đúng nhúc nhích luôn. Này cầu 200 mấy, 200-300 kg à. Dạ. Khi mà em về em dưỡng là hết. Này dễ chăm sóc không? Dạ dễ chăm sóc lắm anh. Nó, tưới nước thôi hả? Đúng rồi, nó chỉ cần tưới nước, nó ở vùng cát như thế này thôi. Cát rồi tưới nước, nước nhiều không ta hay là nước nó ở cái môi trường không nước nhiều quá, tại vì nước nhiều quá nó sẽ bị kiểu như nó bị úng anh, nó là dạng như là dạng thân cũ đó, nó sẽ tuy nhìn nó khô gì nhưng mà ở trong nó dạng như thân cũ, nó chứa trong đó rất là nhiều kiểu như là nước luôn anh đó, cho nên là nó chống hạn rất là tốt, nó ở trên những cái vùng mà đồi đá đồi cát mà giống như sa mạc luôn đó. Đủ khi, này phần này đúng da rồi. Này cũng đẹp quá nè. Đúng rồi, khi mà nó ở trên những cái vùng rừng đó là nó sẽ lấp hết những cái vùng củi luôn. Rồi giờ ví dụ như mình lấy mình đem về chỗ mình là đang mùa mưa nhiều có sao không? Mùa mưa thì mình tránh cái vùng nước ra tí xíu. Có nghĩa là ví dụ như là mình chỉ giữ ẩm ở trong cái vùng đất thôi. Ừ. Ở đây thì ở đây em bỏ ngoài nắng gì mà 2 ngày em tưới 1 lần thì trong đó anh chỉ cần giữ độ ẩm thôi là tốt rồi. Tại vì cái cây đây nó sẽ rất thích hợp với trong như anh thấy những cái khuôn viên nhà. Những cái khuôn viên nhà thì nó sẽ nó trang trí, họ cũng không cần tưới nước nhiều quá nhưng mà nó vẫn phát triển rất là tốt. Để trong nhà thôi ha. Dạ. Nó thích hợp ở trong nhà cũng được, nằm chậu cũng được, mà nằm ở trên những cái người ta phối ra những cái đồi cỏ nhỏ 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 nhỏ. Ok. Đẹp quá. Dạ. Nó không lại đẩy nó ta. Tính đi mua lỗ mà giờ mua cây sống luôn. Cây này có 2 ổ à. Hôm trước miền Tây mà người dân trồng ở nhà có cây mà nó ra được ổ trứng gà không mà nổi tiếng đó. Cũng ngay cũng những anh em làm kênh cũng tới quay quá trời đó. Về cái thuyên tế này á thì nó là loại chịu nắng chịu mưa rất tốt. Một loại cây mang được đặc trưng của Ninh Thuận. Nó rất là dễ chăm sóc, cách chăm sóc thì nó cũng kiểu như là mình chăm sóc mấy cái những cái loại cây khác thôi. Đó, mình đừng có để có kiểu như là bị úng nước nhiều quá thì nó sẽ thối cái rễ đó, chậu nó sẽ thoáng đáy mà nước có thể rút xuống được là nó có thể chịu nắng chịu mưa rất là tốt. Ngoài ra thì cách chăm sóc nó rất là dễ, nó ở môi trường cát không nó như thế này, nó là dạng như là thân cũ cho nên là trang trí rất là đẹp, rất là ok. Hiện nay thì anh em thì cũng đang chuộng cái dòng này để trang trí tiểu cảnh sân vườn lắm. Nhưng mà cái này mình khí hậu đang sao ta? Có mưa dầm về không? Có chứ anh.
ở đây cũng có những lúc mưa cả hai ba ngày chứ. Này đem về Bình Dương mà đang mùa mưa đó là Bình nắng Dương... mưa là đầy đủ. Bình Dương thì không sao, tại vì Bình Dương em cũng có ông anh cây cảnh trong đó, ông cũng lấy về ông chăm sóc biết. Để ngoài trời luôn. Đúng rồi. Ok. Vườn ổng ổng con vậy gọn. Vườn mai ổng lớn nhất ở Bình Dương mà. Cái nào mà rườm rà quá là khó chịu, ở trong đây nó có những cái trái ha. Dạ đúng rồi. Khi mà nay mai mà nó ra lá rồi nó sẽ bóc hết những cái lớp vỏ này ra. Ừ, ngộ quá ha. Nó sẽ lòi ra những cái trứng này, trứng gà đó. Mình tạm thời mình kêu nó trứng gà tại vì nó giống trứng gà lắm. Khui ra được không? Lấy ra ăn trái được không ta? Được, được, lấy ra ăn trái thoải mái. Gai đó nha. Dạ, gai này đau quá. Nó sẽ bóc ra, nó bóc ra cái vỏ như thế này nè, đó. Xúc dầm luôn rồi. Khi mà nãy thì nó sẽ bóc ra những cái vỏ như thế này. Xúc dầm luôn rồi. Đó. Ở trong cái này là giống như cái ổ trứng gà vậy các bạn, ở trong đây nó hàng chắc cả hàng trăm trái ha. Dạ có ổ hàng trăm trái, có ổ vài chục trái. Nhìn sơ sơ vậy thấy hàng trăm trái coi như là một cái lớp như vậy, xong rồi một cái lớp lá chính giữa, xong rồi một cái trái lớp trái, rồi lớp lá. Trong trái này nó cứng nha các bạn, cứng ngắt à. Ừ. Cứng. Thì cái này nó mọc mầm lên từ cây này luôn hết à? Dạ, xuống đây xuống trồng luôn ha. Cái này thì em không biết là nó có thể là ra cây con không. Ừ. Nhưng mà nó đặc trưng trên rừng thì khi mà nó bung ra hết á thì nó sẽ rụng xuống, nhưng mà cái những cái con vật mà sóc chồn nó rất là hay ăn. À mê ăn này ha. Mê ăn này lắm. Cũng được. Cái ngọn non của cây này mình cũng có thể ăn được. À, hồi xưa đi rừng ở lại là chuyên gia là mình ngắt những cái ngọn non đó để mình ăn với lại cá kho luôn. Ồ à, hay vậy ta. Nó là dạng như đặc sản của rừng núi mà. À, nhưng mà được có một cái nữa là cái thằng này á là cái chế độ mà chăm sóc của nó thì nó mình thoải mái lắm. Nước non hay là nó ở như thế này thì mình chỉ cần mình giữ ẩm cho nó là quá ok rồi, quá tốt rồi. Ok. Cái này khi mà nó già là nó mềm lại ha, rồi con chim nó mới ăn được hay sao? Em chưa thấy nó mềm là đã em thấy còn cái hột không rồi. Tại vì lúc mà khi mình đi làm á thì mình chỉ đi ngang qua là mình thấy trái nó chín vàng hết là nó rụng xuống dưới đất là sóc chuột chuột rồi chồn nó ăn rồi. Ok. Ừ. Mấy cái điểm này là gọi như là mốt nó sẽ ra lá từ đây. Đúng hết rồi, ha? Là lá những cái đầu lá này. À. Nhưng mà nó có một cái tính cách là có nghĩa là khi mà cây trên rừng mình đem về mình cắt hết lá cái này á thì nó tới tháng nó sẽ chờ tới tháng. Có nghĩa là cây như thế này nó đang ngủ đông vậy. À, đang nó ngủ chờ đông. Tới tháng nó sẽ bung cái lọc lá rồi hết. Okay. Thì khi mà ở đây thì nếu mà tới tháng nó bung lọc lá là nó toàn bộ là bung lá hết luôn. À, còn hiện tại thì nó sẽ như thế này, nó giống như ngủ đông vậy. Em không muốn để những cái lá cũ cho nên em phải cắt hết. Cắt hết những cái lá cũ đó mình dưỡng lên cái lá mới lại nó mới đẹp. Ok. Cái này là cái chất trồng là anh trồng đảm bảo rồi đúng không? Đúng rồi, ở đây về mình hoàn toàn để trong nhà khỏi còn trồng lại, cái này là mình thấy cát hạt đúng to rồi. Hạt nhỏ đồ này là đúng nó rồi. Gọi là nó thoát nước rất là tốt ha. Đúng rồi, cái này kìa dạng như cát suối này. Toàn cát bộ suối. Là em dùng đây là cát suối núi ở trên núi á, trên núi nó chảy xuống á. Rồi mình thuê anh em đi xúc về. Cái này chôn sâu cái đế chôn sâu người ta. Thêm một khúc nữa. Tại vì hệ nó là hệ thân cũ mà. Ừ. Cái cây này là giống như là từ thời tiền sử luôn vậy. Ồ, cái gốc bự quá các bạn. Được. Thấy nó có vẻ gọi là đầy đặn ấm cúng á. Được. À, cây vạn tuế. Ê, cây này cái gì? Thiên tế. Dạ. Thiên tế. Có nhiều nhà chơi cũng kỳ lắm. Tính phong thủy thì nó sẽ như là đông con nhiều cháu. Ờ. Đó nhìn là thấy đông rồi. Dạ. Về em tuyển gì không mà ít tuyển một đầu lá đó. Một trụ lên như thế này em phải tuyển tới 2-3 đầu lá để khi mà nó ra nó rất là đẹp. Cây này nó không có ổ ha, cây này dáng nó cũng độc mà nó không có ổ. Dạ. Tùy theo cây anh ạ. Không phải là nó ra cái ổ là chuyện dễ đâu. Tại vì cái hệ tính chất thiên nhiên á thì khi mà nó ra ổ thì rất là dễ, chứ mà khi mà có kiểu nói sao cho dễ là nó sẽ tùy thuộc vào cây. Có nghĩa là trên rừng là 10 cây thì nó sẽ được vài cây có ổ trứng gà thôi. Đó. Hay là cây đực cái ta có cái về cái đó thì em cũng không biết, không rành. Dám cây đực cái nó sẽ có gà con á. Dạ nó gốc mà dữ quá, để làm trước coi. Chốt không mọi người? Nhìn ghiền quá, thấy cái trái dễ thương, nhét vô lại đi. Sóc dầm luôn á, sóc dầm rác rác đây nè. Về lễ nha. Rồi ok, chốt deal luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cái này ha. Rồi ok các bạn. Đầu tiên là tính vô tham quan cái vườn lũa mà thấy cái cây
thiên tuế này nó độc đáo quá, nó có hai cái ổ trứng ha. Thì nói chung cái này cũng vui vui thôi, nói theo phong thủy thì nó gọi là con đàn cháu đóng, nhưng mà cũng gọi là xum xuê á, ấm cúng ha. Thì cho mình thấy nó cũng dễ thương đẹp lạ. Cái cây này hồi xưa là trồng rất là nhiều ha, cái thế cái nhà cũ của ông bà ngoại mình, ông bà nội đâu mình thấy trồng thiên tuế rất là nhiều, nhưng mà mới như nó mất tích một thời gian. Sau này mấy cái cây mới mới người ta du nhập về xong rồi xây những cái biệt thự mới mới rồi thì ta sử dụng cái chất liệu cây khác, thì cái cây này nó bị mất tích một thời gian và gần đây thì được mọi người gọi là những giới người ta sưu tầm lại trở lại. Và khi sưu tầm lúc trước mấy cái cây nó không có đẹp được như vậy đâu, bây giờ cái cây nó rất là hình thù nó rất là quái ha, ngầu, và nó có thêm cái này nữa. Cái này lúc nhỏ mình chạy giỡn chơi chơi 50 nhiều khi trốn bị cái lá này nó quẹt đau á, đúng không? Cái dạ, đúng đầu rồi. Lá này nó rất là bén, nó quẹt rất là đau. Mà mình chưa có thấy hai cái gọi là hai cái ổ trứng gà vậy vậy bao giờ luôn. Cho nên là hôm nay thấy thì rất là hấp dẫn bắt mắt ha. Mình xem đem về nhà thế nào là vợ con nó cũng sẽ khoái. Ok các bạn, giờ đang đóng hàng cho về Bình Dương luôn nha. Cây này là cây thiên tuế, người ta gọi là cái gì, trứng gà hả, ổ trứng gà, nhưng mà mình nuôi rồng iguana cho nên mình gọi là cái này là ổ rồng ha, ổ rồng thiên tuế. Đây những cái trứng rồng nè các bạn, hàng trăm cái trứng rồng ở trong này nè. Nè em chỉ cái trứng rồng đây nè. Đó. Hàng trăm cái trứng rồng ở trong đây nè. Nè góc bên này quá trời luôn. Đó, hàng trăm cái trứng rồng nè, đọc chưa? Hai ổ luôn nha, hai ổ trứng luôn. Một cặp luôn mới chịu nha, quá đẹp luôn. Chất lượng cái khả năng mà đậu trái của cây này nó hiếm không à? Hiếm á. Nhiều khi vài năm nó có nhiều. Nhìn không thấy luôn á. Chắc được rồi đó. Dán kỹ quá mai lột mệt lắm. Ok, bây giờ ra anh em mình nha, cùng nhau lên xe luôn. Dọn đồ à. Mấy ổ nó, mấy ổ, cây nó bự bằng cây này không? Cây nó nhỏ hơn cây này mà nó có ổ à. Có ổ hả? Cây nó một ngọn. Cái cây này cái hoành của nó hơi bị dữ nha các bạn. Đó cái hoành á, vành cây hơi bị dữ ha, mà quan trọng nhất là cái củ ở dưới nó rất là to luôn, cái củ nó bự vậy nè, đó. Mê quá, vô tình săn được hàng độc ha, rất là ưng ý luôn. Ok bây giờ mình sẽ lên xe ha, lên xe cũng khá nặng á, hên này chơi xe anh là nhiếp chứ không có chơi phụ, có chơi phụ sợ cũng hơi ớn ớn á, cái này nhiếp không sao. Ok. Rồi ai đứng trên lôi ta, mình đứng lên cho. Có cái xe bán tải tiện rồi các bạn, đi gặp nào kết chở về luôn. Có bác dẫn đường là có hết á. Chỉ sợ kim giác đại dương. Với dù hả? Để làm thế cho nó thiện. Được, bỏ tay lên được. Lên tới đây cái lo vô xong rồi. Đây là xích lấy cái mình bỏ, cái mình đẩy vô. Cái này chịu nổi, chịu lực nổi không? Được, được. Anh cứ dẫn hòa. Xích vô, xích vô. Này cho 150 kg chứ nhiêu. Chắc cũng phải 200-300 á. Nằm tốn gần 200 tài. Để cho nó thẳng lại như vậy. Lấy thêm một cái đô vô xíu nữa được không? Vô xíu hả? À, vô xíu, thôi được rồi, xé qua lên đó mình đụng cái miệng. Để cho thẳng xe lại. Dỡ dỡ lên cho thẳng xe lại. Quay thẳng xe lại. À, gì đây nha. Rồi. Rồi, bây giờ anh em mình vô phát nè. Lên. Chửi đầu đó nha. 1, 2, 3. Được ba. Ôi dạ. Đứng lên xe lên cho nó có lực.
Lên. Không sao, không sao. Dạ, lên luôn. Ok luôn. Rồi, vô đẩy được rồi. Rê lên, chị ơi, người rê nữa. Vừa rê được rồi, một, hai. Được rồi, anh được rồi. Hai. Quá đẹp. Rồi, được rồi đó. Chung nữa không? Thôi, được rồi. Anh chưa, anh chưa. Được rồi, giờ quăng máy. Lấy dây buộc không? Khỏi buộc luôn. Nó nhiều ha. Dạ. Dạ. Nhờ độ nặng. Anh nghĩ sao nói gì? Nhờ độ nặng á. Nhiều khi sợ thắng xe rồi ha. Nhiều thôi chứ không làm gì. Giờ chia mấy cái quăng mấy cái lũa đó. Nhờ độ nặng nó không có sốc được. Phải đẩy xe. Chim vô làm sao? Rồi lên xe về Bình Dương luôn. Hết chưa? Còn cây, hai cây. Còn mới của Liêm nữa hả? Lên xe. Đấy, em quấn cái tròn cái gì đi. À, quấn chưa? Cần ký tính tiền chứ chưa gì quấn. Ờ, chưa tính tiền nữa. À. Rồi, luôn. Rồi, ok mọi người nha. Bé nó đã yên vị trên xe rồi. À, hẹn gặp lại bé nó ở Bình Dương, ở Nam Ngô Farm. Bye bye.